chào mừng mọi người. Hôm nay bọn mình chính là Hero Team. Đúng vậy, ngày hôm nay bọn mình đồng hành cùng dự án sữa Hero Susu. Và hôm nay bọn mình cùng thử thách sức bền và trí tuệ có tên gọi là Hero Đại Chiến Nội Bộ. Let's go. Bây giờ bọn mình sẽ cùng bốc thăm xem ai sẽ là đội cùng với nhau. Thì ở trong đây có những cái lá thăm nè, thấy không? Đó, thấy chưa? Mọi người chia nhau bốc. Thì nếu ai bốc được cái tem của Susu thì sẽ ở đội Susu. Còn ai bốc được cái tem của Hero thì sẽ ở đội của Hero. Ok. Rồi, xem nè, rồi. Ok, đây, đây. 3, 2, 1. Hero. Rồi bây giờ ai là một đội Susu thì qua bên tay phải, còn ai là đội của Hero thì qua bên tay trái. Gì vậy? Rồi, Susu và Hero nè. Ủa? Không biết nữa, thành đây là thành đại chiến của chị em và của anh em rồi. Chấp nhận. Rồi xong rồi. Xong rồi. Nhưng mà không sao, đừng tưởng mấy bạn nam là hơn bằng nữ nha, không có đùa, tôi cũng mạnh đó, đừng đùa. Ok mọi người, thì trước khi vào trò chơi này thì mình cùng uống sữa để nạp năng lượng cùng với Hero Susu nào. Rồi nạp năng lượng đi, nạp năng lượng đi, vô vô vô. Hero Susu. Rồi, ủa. Ok, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu trò chơi. Thì trước khi bắt đầu chơi mình xin giới thiệu đây, đội nữ nè, trên bên phần ngực của mình. Cái gì đội nữ? Đội Susu. Đội Susu đó, đây. Còn bên đây mới là đội nam nè. Hả? Còn bên đây, đây chính là đội Hero. Bắt bẻ trọng tài quá đó. Các bạn có thể phân biệt đội chữ Hero và Susu nha. Thì bây giờ, thôi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trò chơi đây, né nó cho mình hướng dẫn cái nha. Rồi bây giờ như thế này, mọi người để như thế này, làm sao mà lấy được càng nhiều sữa thì càng được nhiều điểm. Trò chơi rất là dễ đúng không nè? Đúng, trò chơi đồng đội, phải giúp đỡ nhau nha. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Chị bắt bị đi. Bây giờ đội trưởng, đội trưởng à, đội trưởng không, đội trưởng không lên đi. Nói gì? Lên đi, lên đi. Để phòng với mui đi, để phòng với mui. Đấy, đấy, kỳ phùng địch thủ, kỳ phùng địch thủ. Em trai người chị. Quán tù xì ra cái gì, ra cái này. Về mua đi trước. Ủa, thắng ra là mình muốn đi sau mà ta. Ừ, thắng là đi trước rồi. Cũng được. Ủa, cũng được, cũng được. Rồi, bây giờ là mình set up người trước này. Em bây giờ, em tự cao trước nè. Em Sam, từ từ. Rồi. Nắm tay cho chắc nha, từ từ. Chắc nha. Đừng té đó nha. Rồi. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Lấy đây đúng không, lấy đây là được đúng không? Đúng rồi. Lấy về trước, lấy về trước, lấy về. Có giới hạn thời gian không ạ? Không được té nha mọi người, lưu ý là không được té nha. Mui đi thêm đi Mui ơi. Em ơi, phụ đi xe. Ủa, lấy được lần thứ 4 rồi mọi người ơi, xuống đây. Rồi, rồi, xong rồi, tay chạm đất là xong rồi. Không, 4 hộp là cũng giỏi rồi á. 4 hộp. Tổng cộng của đội Susu đó chính là 4 hộp sữa. Em mời các anh đội Hero ạ. Rồi, ok. Vô với lại cái nắm cái giò mình nha. Rồi, ok. Bây giờ mình lấy mấy cái mấy cái hộp ở đầu trước đi Phong. Rồi bây giờ thì tổng của Hero lấy được bao nhiêu hộp sữa ạ? 5 hộp. 4 hộp. Tụi tôi được 4 hộp thôi. Nhưng mà không sao, cái này là chiều dài, ai người làm mà dài càng dài càng có lợi thì bọn mình mọi người cũng biết rồi, là người chiến thuật mà. Chiến thuật kia nó sẽ cao chứ sao. Chiến thuật mà. Thôi được rồi, ok, bây giờ đến round 2 đi. Ok mọi người, chúng ta cùng đến với thử thách thứ hai, đó chính là thử thách trí tuệ. Thì bây giờ tôi mượn một bạn bên đội nam nhỉ. Khi mà ban giám khảo vừa đọc xong câu hỏi thì xoay 3 vòng vòi voi. Rồi đúng rồi, xoay 3 vòng. Rồi ôm thùng sữa, chạy lên phía trên chỗ vị trí giám khảo đứng. Đúng, trả lời câu hỏi rồi đi dê. Thế là chúng ta đã hoàn thành một câu hỏi và đã được một điểm rồi. Bây giờ thì chờ quá dễ đúng không nào? Rồi bây giờ thì đợi chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Và trước khi vào trò chơi chúng ta cùng nạp năng lượng bằng sữa nào. Rồi bây giờ và các bạn cũng đừng quên uống sữa Susu nha bọn mình, để có thể giải được các câu đố thật là nhanh nha. Và các bạn cũng đừng quên comment phía dưới vị sữa Susu mà các bạn thích nhất nha. Ok. Cái gì chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, đốt không cháy? 3, 2, 1, bắt đầu. Ai đây? Ôi tôi thấy đội nữ mà người ơi. Ủa, rồi em. Em là gì? Ai trả lời? Tôi lên trước mà. Nhưng mà không trả lời. Anh Giang, tôi lên trước. Tôi lên trước. Có đưa mic cho tôi đâu mà trả lời. Chúng ta đã nói là ai chạy lên trước. Thầy tôi
ok thì chiến tranh quá thì trọng tài chúng tôi quyết định. Đội nam là người trả lời được câu hỏi đó. Tôi là tôi muốn để cho Sim thắng rồi, nhưng mà trọng tài không có. Đừng nói đi, về chỗ đi. Chúc mừng đội nữ không được câu hỏi nào hết. 20 trừ 1 nhân 0 bằng 3 2 1. Ai đây? Trời ơi, tôi thấy đội nữ xung quá. Rồi đội nữ. Ok. Trời ơi. Đội nữ xém ra đi xa rồi. Ok. Kết quả là 20 đúng không? Wow, bây giờ kết quả chính là chính xác. Đội nữ chúng ta nhanh chóng được 2 điểm rồi mọi người ơi. Nào. Wow, rồi bắt đầu gỡ điểm lại rồi mọi người ơi. Rồi, bây giờ đây là câu hỏi cuối cùng quyết định xem đội nào sẽ chiến thắng trong trò chơi thứ hai này. Nghe kỹ nha. Trái gì mà ai cũng phải có? 3 2 1. Ai đây? Đội nữ. Trời ơi, rồi xong rồi. Rồi bây giờ mời đội nữ trả lời câu hỏi nào. Trái đó chính là trái tim. Wow, câu trả lời này chính xác chưa? Bây giờ thì chúc mừng đội nữ của chúng ta nào. Wow, rồi rất là may mắn rồi, đội chúng ta đã chiến thắng được trò chơi này. Ok, thế là chúng ta đã kết thúc trò chơi thứ hai trí tuệ rồi mọi người. Thì bây giờ đội Susu và đội Hero có cảm nhận như thế nào nào? Chúng tôi sẽ để lại sân khấu cho hai người. Mình cảm thấy rất là nhức đầu. Nói chung là team nữ của tụi mình cảm giác mấy câu hỏi nó bọn mình làm được cũng được đó. Quá dễ. Không hiểu sao bên Na không trả lời được nhỉ? Chắc là do bên kia thì chỉ là có sức mạnh thôi chứ đâu có gì nó thông minh như tụi mình. Susu phải đến. Theo đi. Có trò gì liên quan đến chạy hay là nâng tạ đâu mà. Không có trò gì nâng tạ đây hết. Bây giờ chúng ta đã có kết quả là 1-1. Còn bây giờ thì trò chơi cuối cùng thử xem ai sẽ là người chiến thắng đây. Bắt đầu thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng đến với trò chơi cuối cùng nào mọi người ơi. Trò chơi này rất là thú vị. Mọi người nghe kỹ cái hướng dẫn trò chơi nha. Mỗi đội sẽ được trốn tìm 5 phút. Ví dụ đội Susu sẽ là đội đi trốn trước, thì đội Hero sẽ đứng trên đây 5 phút để đợi đội Susu đi trốn. Sau 5 phút, đội Hero có 10 phút để đi tìm. Và sau khi tìm được thì phải giành giật lấy bản tên đằng sau lưng như thế này đây. Và trong 10 phút đó, nếu mà giành giật được hết 3 bản tên như thế này thì sẽ chiến thắng cho về đội Hero. Và nếu như không giành giật được trong 10 phút đó, đội Susu câu giờ được thì thua. Sau 10 phút mà không tìm được thì sẽ đổi lại cho đội Hero đi trốn và đội Susu đi tìm. Mấy bạn đã hiểu chưa? Trò chơi này tên là trốn tìm xé bản tên. Ok, bây giờ đây trên màn hình mình đã cài sẵn 5 phút và sau khi mà mình bấm bắt đầu thì đội của Susu là đội nữ phải chạy nha mọi người, và đội nữ cũng sẽ quay cam nha. Rồi bây giờ chuẩn bị nè. 3, 2, 1, cháy! Cháy đây! Rồi! Bây giờ mình sẽ mở lốc sữa này ra để lấy sticker, sau đó quét mã chơi với nhân vật nha. Các bạn nhớ mua sữa để có thể chơi với nhân vật như tụi mình nha. Trong lúc chị em đang đi trốn á, tôi có cái này giới thiệu với anh em. Đây chính là một cái thẻ dạ quang sticker cực kỳ xịn luôn. Cái này mọi người thấy này, trên đây nó có một cái mã quét nè. Bây giờ mình chỉ cần quét qua cái mã là thấy nó hiện lên rô bắn cho em thế này. Đó thì ngay lập tức nó sẽ ra được một cái hình 3D thế nè, thấy không? Đó, đã chưa? Nè mình có thể zoom lại gần. Mình có thể quan sát được nó nè, nó mình quay xung quanh nè. Nhìn đồ ngon. Trời ơi, nhìn ghê hả? Giống như kiểu là nó đang ở trước mặt mình vậy đó. Đó, đây là công chúa. Công chúa Bonnie. Đây là công chúa Bonnie nè. Đánh lịch sử. Hơi bị xịn luôn. Sim, tiền trốn ở đâu? Em sẽ đổi tóc giả. Chị xuống phòng văn phòng đi. Áo khoác và tóc giả. Không tìm ra. Đây là cái thùng xốp. Em đi chỗ khác đi, này là chỗ phải đi rồi. Đây là chỗ phải đi rồi. Em sẽ giả làm nhân viên. Ui, thật ra cái chỗ này là cái chỗ mà mình chưa bao giờ mình đi vào cái góc này luôn á. À không, khoác không, cho ngủ, cho ngủ. Sao gì vậy, nóng quá à. Công ty mình có 4 tầng đúng không? Thì em sẽ tìm ở trên tầng 4, ai đó sẽ tìm tầng 3, ai tìm tầng 2, đó, nghĩ như thế. Ta nghĩ là 2.
cho mọi người đi lẻ. Còn không á thì ba anh em mình đi cùng với nhau luôn, kiếm được ai xong ba anh em mình gọi là giữ người đó lại luôn. Đi cùng mất thời gian, đi cùng mất thời gian, đây mình chỉ có 15 phút thôi. Kai kiếm sim đi, em kiếm sạc 1 đô rồi kiếm mùi đi. Ba, sao đưa cho tao người nhỏ người khó nhất vậy? Chốt lại vậy nha. Chơi. Rồi hết chưa? Hết chuyện chưa? Bây giờ chúng ta cho coi giờ chỉ còn 1 phút 15 giây thôi và hôm nay phải trong tư thế sẵn sàng, chỉ còn vài phút thôi là chúng ta sẽ chuẩn bị bắt đầu đi kiếm nào. Ok, và 5 phút trôi qua rồi, bây giờ hội anh em bắt đầu có thể đi tìm tụi tôi được rồi nè. Rồi, lẻ, 1, bắt đầu, chạy thôi. Rồi, đồng hồ bắt đầu chạy thôi, let's go. Ủa, nghe tiếng gì không? Oh my god. Không ai trong đây nè, không ai trong phòng không các bạn ơi, đi xuống dưới rồi. Bây giờ mình đã tìm xong tầng của tầng 3 rồi, không ai mất. Tầng 3 không ai. Ủa không ai hả? Mình kiếm tầng này rồi hả? Đi kiếm người mọi người ạ. Luật chơi là chỉ được trốn ở trong Gaming House thôi, không được đi ra chỗ khác. Hey, có ai không vậy? Không có ai hết. Tôi nghĩ là chị em gọi là sợ mấy cái chỗ hẹp hẹp thế này chị em không vô đâu. Phải trốn ở đâu được nhờ. Ở dưới đây là coi như là hết rồi các bạn ạ, à. Không có ai rồi đó. Anh em ơi! Sao? Không! Anh thấy là đôi giày của Sim nè, nhưng mà anh không thấy Sim. Sao mà trốn kỹ quá trời? Rồi. Hello! Thật ra là tôi không có chỗ đứng đúng không mọi người? Tôi phải đứng ở một cái chỗ mà rất là hẹp. Gần như là không đứng được luôn á, nhưng mà tôi rất đang cố gắng. Các bạn ta phải sưu tập lốc sữa để có thể có những sticker dạ quang nha mọi người. Wow, đây là thần hộ mệnh của tôi mọi người ạ. Mệt quá à, chị em trốn kỹ thiệt. Ok, chúng ta đi kiếm tiếp nè. Có vẻ là mọi người không xuống đây kiếm được mọi người. Chị em mà giữ đặt chị hẳn nha. Trò chơi với bạn chứ mình không cố ý rồi là làm Sim bị ngã gì đâu nha các bạn nha. Hello. Hello. Rồi bây giờ thì sau 10 phút thì đội nữ đội Susu đã bị gỡ mất bản tên của Simmy rồi. Bây giờ sẽ tới lúc đội Hero, đội nam đi trốn. Bây giờ thì 5 phút tôi đang trốn ở dưới gầm bàn của Simmy. Mấy bạn mình coi mấy clip chúng tìm trước á thì bạn biết là mình vô đây mình hơi sẽ ăn đúng không? Bây giờ cũng vậy. Ok bạn, tôi nghĩ là bây giờ tôi sẽ qua bên cái lan can mà nãy tôi kiếm Sam á. Đấy là Sim là văn phòng này. Sam thì tầng hội anh em đi. Ok. Còn chị thì chị hai tầng, tầng hội chị em với cả hội tầng giữa hả? Đúng rồi, không sao. Tìm mình rồi được. Và mình đảm nhiệm được. Đúng rồi, nếu mà gặp ai mình hú liền. Ai là hú nha, nhớ hú nha. Rồi bây giờ chỉ còn 8 giây thôi. Nào, chuẩn bị sẵn sàng nè, sẵn sàng sẵn sàng nè. 3 2 1 chạy. Nhanh nào, nhanh nào. Nhưng mà mình vẫn phải kiểm tra. Ôi trời.
nó bị rơi rồi. À rơi hả? Không sao. Đừng quên bật phím dưới cho mình biết.